Dạ, con xin đọc câu hỏi của bạn Võ Thanh Minh. Xin thầy chỉ cho con cách luyện tập để chơi giỏi môn cờ tướng và các môn thể thao trí tuệ khác như cờ vua, cờ vây. bạn không có chơi cái gì mà nó để bạn có thể trở thành xuất chúng được hết. Nếu như cái đó nó không phải là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp bạn đã làm thì bạn có thể trở thành xuất chúng được. Ok, bạn có thể trở thành một người giỏi nhưng mà để trở thành xuất chúng thì không được đó. Cho nên cái việc đầu tiên đó là mình xác định là thứ nhất là mình chơi cái những thứ này đó là để cho mình giải trí, và thứ hai nữa là để mình biết được cái khả năng của mình tới đâu. Có nghĩa là mình có thể được ở vào hạng giỏi nhưng mà bảo rằng là đứng nhất thì không được, thí dụ vậy. Để làm cái chuyện này đó thì bạn có thể trì chú vô tận tạng đà ra ni mỗi ngày. Ok, và cái thứ hai đó là bạn làm sao bạn phải diệt trừ cái tính mà gọi là tham đó. Cái ý nghĩ mà nó khởi lên những cái ý nghĩ tham mà để bạn phải đạt được cái này, để bạn đạt được cái kia. Ví dụ như bạn đi thi cờ tướng thì bạn cứ đi thi và bạn cứ nghĩ như vậy nè, thì mình đi thi cho nó vui. Chuyện thắng bại nó không phải là cái vấn đề mà bạn quan tâm để bằng mọi giá là bạn phải thắng, thí dụ vậy. Thì khi đó bạn đánh với một cái tâm thế nó rất là thoải mái thì đầu óc của bạn nó sáng suốt à. Bởi vì đạo Phật nó không có gì khác ngoại trừ là hễ bạn để cho tâm bạn an lạc thì lập tức mọi thứ nó sẽ có đầy đủ, trí tuệ của bạn nó sẽ đầy đủ. Sở dĩ mà mình không có thông minh đó tại vì tâm của mình nó vọng động. Thí dụ nha, thí dụ giờ đó bạn muốn đầu tư, bạn muốn đầu tư một cái gì đó thì chẳng hạn như bất động sản, khi nó xuống giá cái bạn thấy mừng quá bạn nhảy vô bạn mua, nhưng mà bạn không tính ra được rằng là với cái kinh tế thời nay và tất cả mọi thứ này, bất động sản nó còn xuống trầm trọng hơn nữa, nó sẽ còn xuống trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm nữa, cho nên mình nhất định mình ngồi mình chờ. Tôi thí dụ điển hình như tôi nè, là bà xã tôi mua nhà để mà cho người ta thuê, nhưng mà cho tới bây giờ tôi vẫn như học tiền tôi cứ để đó. Tại sao? Tại vì tôi nhìn cái đường này mà tôi còn nói trước cho bà biết là từ năm 2021, 22 tôi đã nói cho bạn, tới năm 24 đó là nhà cửa nó bắt đầu nó mới sụp đổ. Lúc đó nó sụp đổ rồi em ra em mua cái nhà, nhiều khi em mua với số tiền bây giờ mình có thể mua tới một căn nhà rưỡi hoặc là 2 căn mà. Vậy tại sao em không để em làm cái chuyện đó mà cứ nhất định giờ này phải mua làm chi? Rồi thí dụ em mua giờ này 1 căn, sau đó nó còn lại nửa căn, em cảm giác thế nào? Không vui không? Đó, cho nên mình phải hiểu, cứ bình tĩnh ngồi chờ, không có gì phải 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 thắc mắc hết. Giống như cờ tướng vậy đó, bạn phải lượng định được người ta đi cái nước cờ đó để người ta làm cái gì. Tâm lý của mình là bình thường là mình cứ nhìn trước mắt chứ mình không có chịu nhìn những cái nước. Đâu có ai mà tự nhiên nếu người ta đánh dở người ta mới đưa cờ cho mình ăn không, không chứ còn người đánh giỏi tự nhiên ta mang ngựa hay ta mang xe ta để cho mình ăn được, đúng không? Hay pháo cho mình ăn được không? Đương nhiên là họ sẽ giữ hết tất cả những con nào mà họ có thể giữ, trừ phi là họ không còn cách giữ thì họ mới đưa mình ăn. Còn này thì họ đưa mình khơi khơi, tức là cái miếng mồi mà đưa ăn đó là giống như câu cá vậy đang chờ đó. Ok, thì bạn mới có thể chơi giỏi được.